Tôi là Đoàn Huy Chương, cũng xin thông báo với anh chị em là hiện tại tình trạng của gia đình của chúng tôi là đang gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì ba tôi là ông Đoàn Văn Viên, là mục sư của Manora hồi xưa, và ba tôi đã từng đi tù 4 năm rưỡi cùng với vụ án của tôi là thành lập ra cái hội hiệp hội đoàn kết cộng đồng, và ba tôi đã mãn hạn tù, và hiện nay công an BA42 của công an tỉnh Đồng Nai đã coi như là bắt ba tôi. Nhưng mà không có một giấy tờ gì hết, không có một giấy triệu tập, không có một giấy mời, không có lệnh bắt. Nhưng mà đến nay á, thì bắt từ ngày 24 đến nay thì ba tôi vẫn chưa được thả, mà gia đình anh em của chúng tôi cũng chưa được gặp ba tôi. Với tình trạng sức khỏe của ông thì hiện nay đang cũng là yếu, với ba tôi là một thương phế binh, nhưng mà hiện nay chúng tôi chưa được gặp. Khi hồi sáng nay á, thì được tin của anh tôi và em của tôi báo lại là công an tỉnh Đồng Nai á, nói rằng á, họ đang giữ ba tôi nhưng mà chỉ để làm việc, nhưng họ không đưa một giấy mời hay một giấy gì, để không có một lý do về để làm việc. Vậy theo như luật pháp á, thì khi muốn bắt người ta á, hoặc là muốn mời người ta là phải có giấy mời hoặc là phải có giấy triệu tập, nhưng mà riêng ba tôi á, giữ đây là gần 3 ngày rồi nhưng mà không có một giấy triệu tập, không có một giấy mời gì hết. Đó, thì tôi sẽ thông báo cho quý vị biết như vậy. Tình trạng của cá nhân tôi hiện nay á, thì đang bị coi như là công an Đồng Nai coi như là truy lùng khắp nơi. Như thông tin tôi đã đưa là cách đây 10 ngày thì công an huyện Hóc Môn á, họ đã không cho tôi gây áp lực với chủ nhà trọ, đã không cho tôi ở nhà trọ đó, và cách đây và 5 ngày nay tôi chưa quay về nhà trọ một lần nào. Thì cũng vì cái vấn đề đó mà ba tôi mới bị công an họ triệu tập lên, mà họ bắt cho đến ngày hôm nay mình cũng chưa có tin tức gì. Và hiện nay tôi đang trong cái tình trạng rất là khó khăn, không biết bị bắt lúc nào, cho nên là tôi cũng mong đến các cộng đồng quan tâm đến, để coi như là tôi có thể coi như là an toàn.